ủn tắc tại trước kiểm dịch, Cần Thơ chưa bỏ quy định gây khó cho doanh nghiệp sẽ báo cáo Thủ tướng. Dù Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Cần Thơ bỏ ngay quy định trung chuyển hàng hóa gây khó cho doanh nghiệp, tuy nhiên việc này vẫn chưa được thực hiện. ghi nhận của tuổi trẻ online sáng ngày 26 tháng 8 tại bến xe khách trung tâm thành phố Cần Thơ, quận Cái Răng, nhiều xe tải vẫn phải nằm chờ. Tài xế PVP cho biết 3 ngày qua xe hàng hơn 20 tấn của anh vẫn nằm ỉ ở bến xe, giờ kiếm thêm tài xế không dễ dù kiếm được rồi làm thủ tục xuống hàng xăng cũng là cả vấn đề tài xế khác chở hàng vào đến nơi giao nhận nhưng lỡ mất hàng ai sẽ là người chịu trách nhiệm anh p lo lắng còn tài xế vtv cho biết xe hàng ông cũng nằm chờ hai ngày qua ông v cũng có giấy test âm tính có giấy của sở công thương thành phố cần thơ và xe có luồng xanh nhưng chưa qua được hàng hóa đóng gói không nói sau củ mà để ý vậy hoài là hư hết ai chịu trách nhiệm đây ông v bức xúc trao đổi về thông tin bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể đề nghị cần thơ bỏ ngay quy định trung chuyển hàng hóa ông lê tiến dũng giám đốc sở giao thông vận tải thành phố cần thơ cho biết thành phố đang nghiên cứu anh hè nguyễn ngọc hè phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố cần thơ pv có trả lời đã tiếp nhận được tất cả ý kiến đề xuất của doanh nghiệp và sẽ xem xét nghiên cứu vậy sở giao thông vận tải có tham mưu gì cho lãnh đạo thành phố về việc này ông dũng nói văn bản quy định trung chuyển hàng hóa do thành phố ban hành đang chờ Thành phố chỉ đạo thì mình mới tham mưu, Ủy ban nhân dân thành phố xem xét nếu cần thiết điều chỉnh cái gì sẽ yêu cầu các sở tham mưu, hiện chưa chỉ đạo gì hết. Ông Dũng nói và cho biết chờ vài ngày tới có thể sẽ có điều chỉnh. Liên quan đến quy định của thành phố làm khó cho doanh nghiệp, nguy cơ làm đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường cho biết đang làm báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ. Trước đó, kết luận cuộc họp trực tuyến với Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng 63 tỉnh thành chiều ngày 25 tháng 8 về vận tải hàng hóa gắn với phòng, chống dịch. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đề nghị Cần Thơ xem xét lại việc đưa ra quy định riêng như lập điểm trung chuyển hàng hóa. Tất cả địa phương giả soát lại văn bản, không được chỉ đạo trái với các văn bản của chính phủ. Mệnh lệnh cao nhất là từ Thủ tướng, cái gì không trái nhưng phát sinh thêm thủ tục, khó khăn thì phải bỏ. Không thể đưa ra văn bản mà gây thêm chi phí, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp lúc đó sự hỗ trợ của chính phủ không còn ý nghĩa nữa, ông Thể lưu ý. Trước đó một ngày, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đã yêu cầu Cần Thơ bỏ ngay quy định trung chuyển hàng hóa, đề nghị không có trung chuyển gì hết. Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh mỗi ngày hàng chục ngàn xe tải hoạt động đến các cảng, nếu làm trung chuyển như Cần Thơ thì chết luôn. Đề nghị bỏ, để vậy gây bức xúc. Các tỉnh khác không làm vậy sao Cần Thơ lại làm? Bộ trưởng nói, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể gây gắt như vậy khi kết luận cuộc họp trực tuyến với 63 Sở Giao thông Vận tải cùng đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công thương về vận tải hàng hóa gắn với phòng chống dịch COVID-19, chiều ngày 25 tháng 8. Trước đó, góp ý về quy định trung chuyển hàng hóa của Cần Thơ, đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết với xe 15-20 tấn chở hàng đến cơ sở nuôi trồng hải sản, chăn nuôi ở xa dân cư mà phải giữ hàng chuyển sang xe khác thì rất khó khăn. Thực tế, có đoàn xe chở bao bì vào nhà máy Cần Thơ dù đủ điều kiện theo quy định nhưng vẫn nằm chờ 2 ngày không vào được, cũng không chở được sản phẩm tới thành phố Hồ Chí Minh. Đại diện Bộ Công Thương cũng cho biết hiện nay chỉ duy nhất Cần Thơ thực hiện trung chuyển hàng hóa với xe từ các địa phương khác đến, gây khó khăn cho vận tải. Ông Quất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, cho biết Ninh Bình có quốc lộ một xuyên thành phố, hàng ngày có hàng ngàn xe đi qua nhưng các chốt chỉ xe mã rồi cho đi qua thuận tiện. Trong khi đó, khi làm việc trực tiếp với Cần Thơ, ông Hùng đề nghị đã làm điểm trung chuyển hàng hóa thì phải bố trí đủ tài xế và xe để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong vận chuyển hàng hóa. Các địa phương cần quan tâm, rút kinh nghiệm với hàng hóa phục vụ chống dịch mà còn ngăn cản thì không được. Ông Hùng đề nghị các địa phương không cấp giấy đi đường cho xe chở hàng hóa đã có mã QR. Tại thành phố Hồ Chí Minh, tất cả xe chở hàng có thể nhận diện có mã QR thì không phải cấp giấy đi đường, nên vận tải hàng hóa tại đây không bị dối. Kết luận Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đề nghị Cần Thơ xem xét lại việc đưa ra quy định riêng như lập điểm trung chuyển hàng hóa. Tất cả địa phương giả soát lại văn bản, không được chỉ đạo trái với các văn bản của chính phủ. Mệnh lệnh cao nhất là từ Thủ tướng. Cái gì không trái nhưng phát sinh thêm thủ tục, khó khăn thì phải bỏ. Không thể đưa ra văn bản mà gây thêm chi phí, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp. Lúc đó sự hỗ trợ của chính phủ không còn ý nghĩa nữa, ông Thể lưu ý. Người đứng đầu ngành giao thông đề nghị các địa phương không để ùn tắc giao thông ở bất cứ con đường nào có thể thiết kế trước kiểm dịch có nhiều điểm kiểm tra, xe ùn tắc phải sáng ngay. Nếu để ùn tắc nhiều tiếng nông sản hỏng, gà cá chết hết, ông thể lý giải cứ thêm một điểm ùn tắc giao thông là tiềm ẩn một ổ virus dễ lây lan. Bộ trưởng thể cũng đề nghị các địa phương ưu tiên tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho tài xế, không giao oxy cho các bệnh viện miền Tây được vì vướng quy định của Cần Thơ. Ngày 24 tháng 8, xí nghiệp hơi kỹ nghệ Cần Thơ có văn bản kêu cứu vì các xe giao oxy cho bệnh viện đều không đi giao oxy được do vướng quy định tập kết trung chuyển hàng hóa của thành phố Cần Thơ. Theo đại diện đơn vị này, trong ngày 24 tháng 8 toàn bộ các xe của xí nghiệp đều không đi giao oxy được cho các bệnh viện ở miền Tây. Vì các chốt kiểm soát ở cửa ngõ thành phố Cần Thơ bắt khi đi về phải đổi tài và trung chuyển giao nhận hàng hóa tại điểm tập kết theo quy định của thành phố. Trong khi đó, do đặc thù hàng hóa và phương thức vận chuyển oxy y tế khác với các loại hàng hóa khác, không thể thực hiện tập kết và chuyển giao hàng hóa từ xe này qua xe khác. Đây là loại hàng hóa dễ cháy nổ nên việc sang hàng qua xe khác là không thể, phải là xe chuyên dùng và người vận chuyển có chuyên môn đại diện xí nghiệp cho biết. Cũng theo đơn vị này, trước đó thực hiện theo công văn về tăng cường phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Ủy ban Nhân dân thành phố. Ngày 21 tháng 8, xí nghiệp đã đăng ký với Sở Giao thông Vận tải thành phố về việc vận chuyển oxy y tế đến các bệnh viện, đồng thời cam kết thực hiện tất cả các biện pháp để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh. Xí nghiệp hơi kỹ nghệ Cần Thơ, khu công nghiệp Trà Nóc, thành phố Cần Thơ là đơn vị cung cấp oxy y tế cho các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Hiện trong tình hình dịch bệnh căng thẳng, các bệnh nhân COVID-19 tại các bệnh viện khu vực này đang rất cần oxy, nhiều bệnh viện thiếu oxy phải vay mượn khắp nơi. Trong diễn biến liên quan, ngày 24 tháng 8, các bệnh viện ở Đồng Tháp, Trà Vinh phải dùng xe cứu thương chạy qua Cần Thơ để chở oxy về cho bệnh nhân đang cần cấp cứu. Trước tình hình khó khăn trong việc vận chuyển oxy y tế đến các bệnh viện, cùng ngày Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã có công văn khẩn gửi tổ công tác điều phối oxy y tế phục vụ điều trị người bệnh COVID-19 thuộc Bộ Y tế, nhờ tháo gỡ khó khăn trong việc vận chuyển oxy đến các bệnh viện. Công văn nêu rõ tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Đồng Tháp đang hết sức phức tạp, nhiều ca F không diễn biến nặng, rất cần nguồn oxy y tế để đủ nguồn cung cấp. Kiến nghị tổ công tác kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tạo điều kiện hỗ trợ cho đơn vị cung cấp là xí nghiệp hơi kỹ nghệ Cần Thơ được vận chuyển oxy y tế và các vật tư, thiết bị liên quan hệ thống oxy trung tâm đến Đồng Tháp để kịp thời cung cấp cho các bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.